Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel về miền tuyết trắng của Thanh MC nhá. Nay thì mình và cháu Hà Đồng và Tuấn Anh hiện nay là đương từ ở trung tâm thương mại Bắc Kinh 2 đi về nhà đây. Nay là gia đình là coi là mới có cháu dâu mới ở Việt Nam qua lại Nga. Cho nên là hôm nay là gia đình có một ít đồ hàng Việt Nam. Cho nên là muốn làm một bữa liên hoan. Cho nên là hôm nay là ba chú cháu đi về sớm để làm đồ nhậu. Thì bây giờ mình xin tất cả quý vị và các bạn khán giả trẻ hãy cùng với cả chú cháu như mình bây giờ đi về nhà để vào bếp xem hôm nay là gia đình có món gì nhá. Xin mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay gió hơn hôm qua có đúng không? Chiều vào về nó giỏng tuyết. Thải cái máy nó hút. Qua là máy ủi, nó ủi ở đường này đi có đúng không? Mới chiều qua đó chú, lúc đi làm 5 giờ này. Mới chiều hôm qua? Ừ, chú mọi hôm đi trơn lắm. Điều. À, không về đường này, anh nó làm việc phải đi vào đường. Các bạn thấy đường đi coi tuyết coi như này. Quá nhiều luôn. Mua gì ốt nha. Bên này rất nhiều mối. Hôm nay là gia đình coi là sẽ để đúng coi là giai bản. Hà Đồng hôm nay coi là thể hiện coi là món ăn ở trên bản nhé. Xem là hả? Người dân ở trên bản làm món ăn trên bản rất là ngon. Hôm nay không có nắng nhỉ, thời tiết ngày hôm nay nó cứ âm u. Đường phố coi nhỉ, một màu tuyết trắng. Mùa đông đúng là mùa đông không có sự sống có đúng không? Nhìn coi là cảnh coi là mùa đông. Khiếp thật, đường phố coi. Màu tuyết coi là trắng xóa. Các bạn thấy. Rượu á? Hay là đâu? Có dê cần thì phải rửa. Hả? Bây giờ thì anh em chú cháu đương vào cái cửa hàng Manyatka xem có rượu không? Hả? Không ra cửa hàng trắng đỏ á? Chắc được. Lấy chai đấy á? Con lấy bia không? Hay là chỉ rượu không? Bia nhà có á? Thế đây này, lấy cái chai ấy. Coca kia có cần không? Nước sốc này. Đây này, loại này ngon này. Ừ, đấy ngon. Coca. Ừ. Đây, cửa hàng bán rượu bia nước ngọt này. Mấy chú cháu đường vào nhặt đồ uống này các bạn này. Rất là nhiều luôn. Toàn bia rượu rất là ngon nhé. Các bạn thấy cửa hàng. Các loại rượu rất là ngon luôn. Bây giờ thanh toán tiền thôi này. Xong rồi. Cứ đi được. Ông chỉ là mong chỉ cho đứng thứ ba thôi thì chẳng được chứ đứng thứ hai cơ. Thằng Việt Nam thắng người kia thì có phải là bốn được vào? Bốn thằng đều có trận thắng gì nữa à? Mới còn trận thắng nhưng mà thằng Indo nó vào, nó được 6 điểm nó vào luôn. Thế Việt Nam thì đá trận này coi là thôi là loại. Thằng kia còn 5-0 thì đứng lại thắng thua. Thế này. Quá được. Không, không cháu cho cố đi một tí nữa. Xong là tắt đi cứ quậy đều lên xong là cho vào giấy báo ủ thì là nó thơm mà coi là nói.
Đấy, hả? Xong Hà Đồng bọc vào xong là cho vào cái chăn đi mà ủ cháu ạ. Thì là thịt nó cái lạc ấy nó thơm. Nó đến lúc quay là mình bỏ ra là nó thơm. Bọc vào nó thơm. Quả đùi này coi như là dê quá ngon. Cái xương của nó cho vào linh trước không là đã chuẩn bị đỗ xanh đỗ xiếc chưa, hạt sen là xiếc có chưa? Ừ. Một dê lại còn hai gà nữa. Một gà. Các bà là không ăn được dê thì ăn thịt gà. Hôm nay là nhúng mẻ thế. Dê nhúng mẻ mới lại cả coi như là cháo dê. Tái dê nữa. Xào dứa, xào lòng mề các thứ. Có hơn chục người, dạ sách. Có bảo ai nữa không? Có bảo bà Tình với ông Tuấn Giang. Bà Tình nhá. Cái Lan Tuệ nó có vào không? Có người chặt không? 20 người. Không, thử hả? Không làm gì 20 người đó. Đồng ăn sớm cái kia đi. Anh mới bảo miệng. Cái sụn của nó, cái ấy để luộc để đánh tiết canh chứ. Ở đâu? Chợ gà. Bao nhiêu một quả thứ? 150. Mua 450 một cân cân. Bọn ở Bắc Kinh thì bán đắt đúng không? Tại sao không mua gì? Kinh khủng. Nay thì có đầy đủ những các cái món rau ngon ở Việt Nam mà mang sang chế biến rất là ngon luôn. Con này chỉ tầm độ khoảng chục cân, hơn chục cân ý nhỉ? Chục cân đổ lại. Chục cân đổ lại là chế biến là ngon rồi. Trên bản bọn họ còn ăn pịa dê mà. Pịa dê mới ngon đâu. Pịa dê ngon. Dê nó ăn lá, ăn đồ. Ờ. Pịa dê. Thật mà. Thế trên bản nó chỉ lấy cái đồ ở trong trên bản Hà Đồng đã ăn pịa dê chưa? Ăn rồi đấy. Trong cái lòng lon rồi thôi. Nó ăn cây trong những cái mình ken ken rồi đấy. Chứ không phải ăn một cái trong cái dạ dày mấy cái thằng những cái nó còn chưa mới ăn vào nó mấy cái thằng nói tu nó là bị mấy cái thằng gì nó quay nó ăn cấp thì ăn cái tất cả cái xương sống này coi băm hết ra, coi xương ống nó băm hết ra thằng linh đi để nấu cháo là ngon. Làm xong cháo dê là ngon này. Chợ thịt đơn giản. Ừ. Nhiều mà. Hơn chục người mà quay là đã một con dê hơn. Một yến lại còn gà lại còn bao nhiêu đồ nữa thì thoải mái. Đã có mùi dê rồi đấy. Cái này là để ăn ăn lẩu đây đi. Công ty là thành lập một đối nó ăn chuyên để tiếp đón khách về và khách đi á. Nấu cơm chia tay xong đấy nấu cơm lẩu mặt. Túi ăn lẩu cháu phải thái nó vuông vuông của Tuấn Anh ạ. À. Thái kiểu dạng thái con chì thì là nó ngon.
con này hôm nay ăn là ngon, con lá lốt nó biết rồi, rồi các thứ rau có đủ hết, mẻ miếng nè. Đây là món dê nhúng mẻ nhé các bạn nhé, dê nhúng mẻ rồi là cháo dê, trong những các cái món mà coi là phổ biến và ngon nhất, tái dê. Đây là các cái hình ảnh mà coi là chú cháu coi là đàn ông ở nhà coi đương tẩm ướp và đương làm những các cái món ăn này các bạn thấy. Cuộc sống của những người Việt sống xa quê hương tại nước Nga, những các cái ngày mà cuối tuần như thế này là thường là hay có những các cái buổi giao lưu gặp mặt. Đặc biệt hôm nay là vợ cháu Tuân cho Hương mới ở Việt Nam sang, cho nên là có đồ rau ở Việt Nam mang sang rất là đầy đủ hết cả gia vị, rất là ngon luôn. Và một phần tiếp theo nữa là đầu bếp trai bản Hà Đồng ngoài là vào bếp để coi là làm những món ăn ngoài là rất là ngon lành. Ở Nga này thì đặt một con dê thì cảm thấy nó ấy, nhưng mà đúng ở ở Việt Nam dê nó mua không biết là cũng phải tầm mấy triệu một con ấy nhỉ? Bán cân hơi á? Chú nghĩ là nó bán theo con chứ nhỉ? Chẳng bao giờ cái gì theo con. Hành mùi cũng cân hết. Bên này là cứ bán theo con đúng không nhỉ? Bên này là coi là họ là cứ mổ ra, mổ ra họ tính coi như là theo con. Như con này hôm nay mua là 10.000 rúp, là 100 đô nhá các bạn nhá. 100 đô con dê này là 10 cân thì chả biết là đắt hay rẻ so với ở Việt Nam, thì mình chả biết, mình ở Việt Nam mình chưa mua dê và mua giếc bao giờ. Ở bên này là 10.000 rúp, là bây giờ là gọi cho giá đô 90 là vào 110 đô. 110 đô một con dê này là mổ móc ra là được khoảng 10 đến 11 cân con dê này. Cái này là 110 đô. Gà cũng được rồi gì? Thế thì còn cái gì đâu, làm lẩu dê này nó cũng đơn giản nhanh mà. Luộc cái tái đây nó là thái ra, là bóp có cả khế chua cái trước đúng không? Khế chua rồi dưa à, chuối xanh như trước có hết này. Thế là hôm nay nó đủ hết vị này. Chuối xanh, khế chua, dứa. Dứa Tỉnh Hóa nha, dứa Lùng Cống. Dứa ở Hà Trung. Bắc, Nhà Đông ở Hà Lĩnh đây. Xã Hà Lĩnh làm gì nữa? Đi về nhà em thì nhiều đường. Anh Tuấn xuống quốc lộ 1A đi ngang qua đi đường trong huyện. Chắc Tuấn Anh sang Nga này thì mới vào gọi là tay dao tay thớt này đi. Ngày xưa ở Việt Nam thì làm gì có đúng không? Chỉ biết ăn thôi. Nước sạch như mình đã hơn trần, có nó trần những cái không hôi đâu. Đúng rồi. Không. Là cái gì biết làm. Bằng cái nó không hôi đâu. Anh rất là ngon. Không hôi không được gì. Không hôi đâu, mình trần qua là được gì đâu. Đây đường đường lướng món hành với gừng để coi là nói chung là dê thì kiểu gì nó cũng phải có mùi thì nó mới đặc trưng của dê. Dê mà lại không, nó không có mùi dê thì nó ra là... tay nghề coi là đầu bếp coi là chế biến món ăn rất là coi là ngon luôn, làm coi là rất là sạch sẽ, món ăn rất là sạch sẽ. Dù là ở Nga này thì
bếp lúc nó hơi bị chật chội một tí. Ở Cờ Va thì là bếp lúc nó không được rộng rãi, nên là cái vấn đề là làm là nó hơi chật chội tí. Ừ, nhức mũi lên rồi đấy. Mùi coi như này. Đây, chuối rồi xanh mang từ ở Việt Nam ra này, khế chua này, mang sang hết rồi này. Đây, dứa này, rất là ngon rồi nha các bạn nha. Đủ hết coi là các loại gọi là da da giảm, rất là ngon luôn. Tuyệt vời luôn. Đây, món này đường làm để tái chanh. Tái đây. Tái dê. Có được quả chanh gì đây? Có rồi. Tuấn Anh hiện nay là đường rửa dầu, dầu ngổ và coi như là lá lốt, mùi tàu, rồi các loại về rau mang ở Việt Nam sang. Rất là quay này, đủ hết các loại này, rau dưa này, gớm này. Cùng gà đã xong, đi. Xay dứa ta? À? Cho luôn cả mẻ đấy mà xay hôm trước đấy, em tuệ luôn. Đấy, làm đây. Không cho cái bát, bát to không được. Là gì? Vườn cá. Gà cho có nhiều món quá. Hôm nay là cho bằng mấy chở để em bằng cái kia. Dài bản Hà Đồng gọi là thái đúng món gọi là tai lợn để làm lem này. Thái làm sao mà đúng như là lem, đúng như là lem, lem chua ở trong Thanh Hóa đồng nhỉ? Hai cái này xong quăng được rồi. Tì bay sớm. Toàn sụn dê này. Làm nhân khế chua rồi. Nhân hôm nay là ngon đấy nhỉ. Sụn ngon, nó ăn nó giòn. Salad. Khế này. Khế chuối xanh này. Đường bàn luận về trận bóng đá của Việt Nam. Nhiều trận chú. Nhiều trận đấy. Nhiều trận đấy, nó thành nhiều trận đấy. Xuyên. Xuyên từ nước này sang nước kia, từ châu này sang châu kia nhỉ. Xoang này là xoang nấu cháo dê đây ạ? À? Đây. À, đây là nước lẩu đúng không? Cháo nấu nhiều không? Hai lần. Đây.
món cháo dê. Chỉ có đỗ xanh với hạt sen thôi này. Rất là ngon. Tiếp tục là món lộn. Tai mũi rồi là coi là tái dê. Tiếp tục. Hà Đồng rồi, vắt chanh để làm món lộn. Khá là ít chanh, có quá rồi. Đây là món lộn. Tai mũi lợn. Quả thiếu. Bóp hết rồi tin đấy. Hai quả. Tin nó kêu ai mua chứ đây còn có một quả rồi. Rất lưới. Chừa là nước quán tiết canh nữa mà. Đây nó. Tai dê này. Nữa. Tai dê rất là ngon. Cái ấy ở bên ngoài, cái giải ở bên ngoài. Để ăn đây. Là tục món gà luộc nữa. Thành lập liên đội bóng đấy. Bọn chưa so tiền so nào được cái bọn đấy. Thì tất nhiên rồi. Bây giờ bọn nó vốn mà. Hà Đồng nhìn lên đây cái này. Quá ngon mà đúng không? Đây các bạn thấy đây. Món coi như là tái dê đây. Rất là ngon. Đây là nhân tiết canh này. Chuẩn bị hết rồi. Bây giờ chỉ đợi coi như là mọi người đi làm việc về là coi là bịch lạc đâu nhỉ chú nhỉ? Lạc thôi nhưng mày ủ để đâu đấy? Ủ chăn vô lần đấy. Chăn để đây chung nó cất đi đâu đấy? Đây là món coi như là để ăn nẩu dê này. Chăn của lớp bác. Ừ. Chăn của anh để trong tủ đây. À tay sạch. Rau. Các loại rau sống rất là tươi rồi rói mới mang ở Việt Nam này. Rất là ngon luôn. Thực đơn hôm nay của gia đình, bữa tiệc gọi là vợ cháu Tuân ở Việt Nam sang, cho nên là bữa tiệc hôm nay rất là nhiều món ngon, có cả món đặc sản cháo dê. Tuyệt vời luôn. Là củ trâu rồi. Bữa nay còn năm hối rồi. Đấy làm cái tương đấy, tương để tái dê tương gừng sở trường. Đây các bạn đây này, mầm cỗ đã xong hết rồi nha. Thịt gà thì kia là cũng băm xong hết rồi này. Các loại quay nhà xong hết rồi. Đủ hết. Lộn, lộn, lộn tài mũi đây ngon. Cái đấy là bóp dưa chuột mấy đệ cả ớt đỏ. Dưa chuột ớt đỏ rất là ngon. Gọi điện cho vợ con nó phải tình cảm như vậy chứ. Em yêu à, đã về chưa hả? Về qua nhà lấy cho anh coi là bình ga trong đây. Anh Tuân có điên nhỏ không nhỉ? Cỗ quay là hôm nay đấy các bạn thấy đấy. Gia đình coi là bảy mầm cỗ coi như này. Hoành tá tràng luôn. Mầm cỗ tuyệt vời. Ô sao Hà Đồng à, quên chưa cho tỏi à? Ông liệt
À. Không vấn đề gì. Không thì cái đấy chỉ để ăn nẩu thôi gì? Hay ăn sống, dứa. Thế thì cứ thái ra cho vào đĩa đấy được, quan trọng gì? Hai chục bát à? Chúng hai chục bát. Ngon đấy, biết vừa. Cái gì ăn cứ canh. Ok luôn. Ôi, nó có đau bụng thì xa tôi này, nó sổ hết đi chứ. Làm gì tới đây ngày mai. Ngày mai mệt. Ông Hà sợ. Không phải là công kia. Mầm cỗ hôm nay khả năng có khi ngồi không có chỗ ngồi. Đang còn xào nó còn lấu lắm. Lại còn món xào xong lại còn cháo nữa. Cháo thì ông thật đấy. Ông tạt không có chỗ ngồi nhưng ngồi cháo nghìn. Cháo nhiều quá, nhiều đồ ngồi. Ăn quá phải không? Nhưng mà hôm nay là cắt cái món lộn mà tai đi cũng được tại vì sợ nhiều người không ăn được. Nhiều đồ. Các con gà lại thân nhân chỉ thì Hà Tâm không về đón vợ con à? Sao nó không sao? À. Ôi chào Tuân nhá. Lâu lắm rồi coi từ ngày lên thủ đô Hà Nội coi như là quên hết tình anh em coi là ở dưới nhà quê này rồi nhỉ. Tuân lên thủ đô cái là quên hết luôn thật. Xong hết. Từ ngày lên Hà Nội là coi là kiếm ăn tốt hơn cho nên là thấy coi là tình cảm coi như là đi xuống cực kỳ luôn. Ultra 24 à? Hả? Ultra 24 à? Ultra Galaxy S24 Ultra. Cái này mi nói tiếng ở trong đấy hắn cũng dịch ra tiếng ngoài này luôn. Bia đem bốt luôn. Thật, tao thấy nhá, tao thấy là coi từ đợt lên Hà Nội kiếm ăn được là coi như anh nói mà tiếng Việt mà cái này nó dịch logic ra luôn. Mi nói tiếng ở đấy là nó dịch luôn sang tiếng này mà. Nói tiếng địa phương nó dịch tiếng địa phương luôn. Đấy, nói tiếng địa phương ở trong đấy là hắn cũng dịch sang luôn ngoài này mà. Ơi chào anh Mạnh Tuấn nhá. Cậu bàn là xong hết rồi, bây giờ coi là khách các khách từ thủ đô Hà Nội cho đến các đầu cầu coi là đã đến gia đình hết rồi. Đây. Bác Mạnh Tuấn đây, hôm nay. Đồng tiền nó phải liền với khúc ruột phải không? Bác Tuấn là bác ấy coi là đại gia coi tiền bác ấy nhiều cho nên là túi tắm của bác phải cần. Nhiều khi bác Tuấn sang đây muốn cả bác Tuấn đánh tí bỏ mấy ba cây nghĩ lại rồi mấy cái ông mà. Thế thông thường cứ để cho anh ấy quá cứ cho. Nhân thì nghĩ tới tiền rồi. Tiền là hảo ui cây to bảy mấy cân. Chờ bác hỏi thăm đến cháu thì cháu nó báo phủ rồi. Bác Tuấn anh ơi, lên đây nó vẫn đòi tiền xe. Còn kiểu đây đặt rồi thì thôi. Thế xe đây là rồi thôi. Cháu trả mất 600 mà. Ừ, thế mà trên dưới là 500. Gửi lên mát đấy á. Thôi bây giờ tiệc đã xong hết rồi các bạn nhé. Gia đình mọi người thì cũng đã về hết rồi, khách khứa đã đến nhà hết rồi. Bây giờ mình xin thay mặt cho gia đình cháu Tuân nhé. Xin mời tất cả các bạn khán giả trẻ trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC bây giờ xuống nhập tiệc cùng với cả gia đình nhé. Xin mời tất cả các bạn nhé. Này là bữa tiệc gọi là liên hoan, vợ của cháu Tuân đi mới ở Việt Nam gọi là sang. Các bạn thấy đấy, này là anh em gọi là bạn bè đến chung vui với cả gia đình rất là em còn ăn đâu vừa ham ơn vừa bạn người hai mươi một đến hai mươi lăm là bình thường mà hứa là phải là chính xác là hai người một tháng nào và năm nào gì lúc khi nó nói hai người chảy nó bị rách nó chảy tay nóng.
Bây giờ hứa là bình thường. Trời hứa thì cũng phải những người bọn hứa. Giống người đầu môi không? Thôi chụp ké cho đi bốc ăn nhờ cái nhé. Trăng. Đây con một điểm, con này lấy đi. Đầu. Đây con ở đây. Gia đình cũng dùng cái loại một chiếc lại không mà. Tu được nhà điều rồi tu. Ra để đây. Đây đi. Bên cái xóm. Cái này làm gì đấy? Bữa chơi rượu. Vào trong đi uống rượu đi. Chơi đồng. Chơi cái gì ấy? Chùa. Nói đây đây. Ba cái này vào đây anh. Có một cái này nhà tôi hai cái nào cũng có. Thôi bây giờ mình xin mời tất cả các bạn vào nhập tiệc mấy cả gia đình nhá. Nhiều dê thái lắm. Đưa ra ngoài tống một năm đi để vào đi rồi. Thôi cứ để đây ăn đi. Tối nay cho chung mấy quả quất vào đây. Đây ngoài. Đâu bỏ một đĩa ra đây đi, tâm một đĩa. Ba làm gì? Để ba đĩa. Để ba đĩa. Để ngoài đây. Đây nhiều quá. Để ra góc kia nha. Cháu yêu nó. Đấy. Đây. 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 Cho mát ruột. Đây trái hả? Thôi, cái video trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC mình cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Mình xin gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube về miền tuyết trắng nhé. Quý vị xem thì hay thì hãy đăng ký và like và share ủng hộ cho kênh YouTube về miền tuyết trắng của người Việt tại Nga ngày một lan tỏa và phát triển hơn nữa nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì quay miếng ba chỉ ấy, nó xét làm hai xong rồi nó chặt cho cân lên cho mình cộng vào tôi cho anh thêm với chả quế nó đang bay đồng tạm chục bản nhưng mà nhà không có vườn có thì ăn cả ngày luôn ấy mình cả sáng đi xa về thì bên cạnh phở gà hoặc đi xa đi nướng cá ba mươi nướng thì mình tức là mình ăn ăn bữa năm trăm bốn trăm triệu cái đó nhiều mưa cái đó là lúc mưa lúc nắng so với nhau thì mưa là cái ăn phải trả thì mình nó lừa con nó ăn đầy đủ cơm thịt bò ở nhà mình vẫn nhiều bún cá khó nhiều nguyên ước nhiều đến ví dụ như nhà anh nha lúc cưới thì cũng có nhà có hai anh em cưới cái xong nhưng mà cưới thì khách bình thường nhưng mà đến lúc nào mà lên đi làm mà đi đám xin mời mọi người lên đi nhà mình chỉ có một lần hai lần công việc thôi chứ còn như mình nhưng mà người ta cứ nhớ cái nhà này có hai người ta cứ nhớ nhà cao người ta cứ nhớ ngày xưa thôi bây giờ người ta không quan trọng vấn đề là nhà ông bao nhiêu người nhà tôi bấy nhiêu người đâu người ta tính là như là đi ăn nhà hàng ăn đúng thế đi ăn nhà hàng luôn không được khách về nhé ăn là hết có bốn cặp vợ chồng và bây giờ người ta đã sống hai cái cố bây giờ chỉnh hai tôi mình mà đã gọi là hai cái nhau rồi nghe một đứa con hai đứa sáu con bây giờ chả nhẽ Hương ơi, ở ngoài đi cháo dê đâu? Múc cho chú xin bát vào đây. Thưởng thức món cháo dê rồi các bạn. Nhiều đồ ăn quá. Đây, các bạn này. Lẩu dê đây, lá lốt, mùi tàu xương sông. Quá nhiều. Ông ăn đứa nào là hết được đi vàng là chứ gia đình thì nó đi thôi người ta lại lãi đâu rồi lại đâu cần bàn lên trước thân thiệt là nháo để cho đi 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 anh em thì là anh em là một triệu hai triệu nhưng mà người ngoài là người ta chỉ 300 hoặc 500 thì một mâm cỗ của anh nó rơi vào tầm triệu rưỡi mà mày là người không phải không tiền bạc vàng như tiền bạc như thế không phải là không trong đấy là anh em cho đâu không phải là đi đâu 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 đâu không phải là
như quê cháu là không bao giờ lố được. Bây giờ em phải cấu đi cháu. Thế mà cháu là phải đi lại thôi. Để đi mấy bà lố đấy. Mẹ phong tục người ta hàng trăm năm nay các bà bảo là không, nhưng mà nó có theo tục lệ ở từng nơi một rồi. Ý thế nào được theo ý ở đâu phải theo đấy. Tôi mới tặng. Phải bây giờ nói theo tục lệ. Chưa đủ tuổi thì nó tặng gì thì chỉ ông kia bà tặng chứ. Ở trong Thanh Hóa là đám cưới là người ta trao vàng nhiều hả? Đám cưới người ta trao vàng nhiều. Bên nam ở lỗ, bên nữ là hòa. Không có lời đâu. Người ta trao vàng. Không, không, cho là người, cho là người đứng ra chứ người nào lấy đấy. Đồng ơi, múc cho chú bát cháo. Không có làm đi làm mà có đâu ra mà cái như thế cháu này. Bây giờ cái bảo như cái thời ngày xưa. Nói chung là các ông các bà cứ đi ăn đám cưới là đi toàn đời. Nhưng mà cho bạn là không thưởng thức món cháo ghê nhé. Không, chát đấy. Thế thôi, để ăn xong. Ông ăn đi, mai để bao ông ăn được, ông ăn đông để xin bày ông được. Bao nữa sang còn mỗi. Mai hai ông đi đi ạ. Này bà con anh bắn bánh gai này, cái hồng này. Xin mời. Bánh gai đấy, ăn đi. Này, quà Việt Nam coi này. Bánh gai coi này, mang ở Việt Nam sang nóng hổi này. Khoai lang. Cái này là kẹo dừa Bến Tre hay là loại gì này? Thay cổ đây là buổi đặt bọc chứ. Không có gì phải thích bốc đây. Lấy xe để mở chuyển nghe. Zalo có. Alo, có Zalo.